Hello quý khách, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Rồi chào tất cả các anh và các bạn đam mê xe. Rồi trở lại với góc đam mê hai các anh. Đây các anh các bạn thấy đi không? Đây là những vũ khí hàng nặng đúng không? Những siêu mô tô. Vừa rồi mới làm được cái clip cho chiếc Ultra Limited bản kỷ niệm 115 năm. Nhìn cái màu xanh là biết bản kỷ niệm 115 năm. Siêu chất, siêu hiếm rồi. Về Việt Nam chỉ có 3 chiếc thôi nha các anh các bạn. Các anh có đang quan tâm một chiếc mô tô gọi là trùm cuối á, ông trùm Touring, ông trùm của hai bánh, thì các anh xem qua cái chiếc này nha. Ultra, xin lỗi không được CV, Ultra bản kỷ niệm 115 năm phiên bản Limited. Đây còn đây thì chiếc BMW cũng là siêu mô tô của nhà BMW luôn. Và chiếc này đã làm clip các anh đã xem rồi đúng không? Một phiên bản 719, tông màu 719 cực kỳ đẹp. Và chiếc này cũng đã được bán luôn rồi. Anh chủ mua xong cho gửi lại Motovania để Motovania trưng bày đây. Rồi anh set up khu vực để xe xong rồi anh sẽ mang về. Rất là cảm ơn một người anh đã mến quý Văn Nga, tin tưởng Văn Nga. Đây còn đây thì siêu phẩm các anh đã thấy trên clip cũ rồi đúng không? Đây là chiếc Roadster đời 2022 phiên bản độ Fairman, chiếc này Fairman Burger. Chiếc này tiền độ lên đồ chơi không là 1 tỷ rưỡi à. Tiền xe 1 tỷ 2, tiền độ 1 tỷ rưỡi ha. Bữa nay bán hơn 1 tỷ. Rồi. Rồi các anh có quan tâm thì mình sẽ gửi clip và hình ảnh cho nha. Rồi trở lại xin nhắc thêm là 6-7 ngày qua Motovania mắc kẹt set up lại cái khu vực này cho nó tươi mới, nó khác tông một tí xíu à. Như chữ Motovania, logo rồi các anh thấy khác không? Mình khoe với các anh tí nha, mới set up nó khang trang đồ lại hơn, nó chỉnh chu hơn một tí để làm cho nó thay đổi cảm xúc một tí xíu, lấy năng lượng mà thôi. Và có đi về miền Trung nữa nên thành ra vòng vòng hết 6 ngày 7 ngày không làm clip, hôm nay trở lại làm clip thì mới làm được cái đó, rồi trở lại làm cái này phục vụ các anh nha. Đây đi thẳng vào vấn đề cho nó nhanh để giết thời gian mọi người quá. Đây là chiếc Bumper đời 2022 mới xài lướt 2.700 km. Rồi các anh xem qua một vòng, mời các anh xem qua một vòng. Đây, Bumper là một dòng xe của hãng Triumph đến từ Anh Quốc ha các anh. Các anh chơi xe thì trải nghiệm lâu năm thì chắc dư sức biết, và mới chơi nếu có tìm hiểu cũng dư sức biết. Mình chỉ bổ sung cho những anh, những bạn nào chưa rành nhưng vẫn muốn trải nghiệm mô tô thì để biết. Rồi, đây trong các phân khúc 1.200 phân khối của nhà Triumph thì có những dòng đầu xe bán rất là mạnh. Nó thành nói chung rất là mạnh, trong đó có T120 rồi Bumper này và trong đó có Shipmaster nữa. Shipmaster và Bumper thì cái form nó gần giống nhau, nhưng Bumper là dòng mà một yên, thuần một yên cực kỳ sexy. Còn Shipmaster thì có cái yên sau ra một tí xíu, cái baga ra xíu xíu, cái tay lái nó rui sơ hơn nha. Mặc dù hai chiếc mới nhìn nó ná ná với nhau nhưng cả hai cái nó có khác nhau nha. Đây mời các anh xem nè. Chiếc xe được đập thùng 2022, đời 2022 phiên bản màu nhám hai tông màu nha. Đây, chiếc xe mới ô đô 2.700 cây thì những cái đồ chi tiết chiếc xe nè. Xài lướt các anh các bạn xem nha. Rất là chất, rất là mới. Đúng ô đô nha các anh các bạn, mình bán cam kết này, thắng đĩa đôi. Bumper phiên bản cũ thì chỉ một đĩa thôi, những phiên bản đời sau này là hai đĩa nha. Thắng cũng có thay đổi, này xài heo Rambo luôn ha. Rambo bánh trước là bánh 16. Bumper thì nó tối giản, mọi thứ rất đơn giản, đèn pha đèn trước cũng một cái,
Đồng hồ cũng chỉ một mà thôi, mọi thứ nó rất là đơn giản, tối giản về mọi thứ. À, nhìn rất rất là chất. À, nhìn cái vẻ một yên, cái vẻ đẹp một yên của chiếc búp bờ các anh thấy nha, nó lộ ra hết và hết sức sexy luôn. Với khối động cơ 1.200 phân khối đây, Bonneville 1.200 phân khối, động cơ này chung với T120 nha, vẫn những phân khúc 1.200 như đã nói lúc nãy. Động cơ giải nhiệt bằng nước, bằng nước dung dịch. Trời, rất rất là đẹp nè. Xe này thì để lên món đồ chơi gì ta? Chỉ có lên bộ xi nhan motocross. Rồi, còn tất cả đều zin hết. Tình trạng xe, ốc cho tới mọi thứ rất rất là chuẩn. Đẹp. À, 2.500 cây, 2.700 cây thôi thì không có trầy xước, không có xấu gì hết. Đây. Đây, nó đẹp từng chi tiết, chất từng chi tiết ha các anh các bạn. Rồi, hết sức đẹp luôn nè. Rồi, nó mới quá trong tình trạng xài lướt, mình ghi cho các anh xem thôi, chứ còn mình ghi cái tình trạng thôi chứ nói cũng đủ rồi. Mới tin à, không có gì để xem nhiều hết. Đây nhìn nè, cái thùng sân nè, mới xài lướt nó không có một cái dấu gì mà trầy xước dù là nhỏ nhất nha. Cho coi cái ô đô đồng hồ đây. Ô đô 2.754 km, 2.754 km nha các anh. Dòng này thì đúng hay có 2 mốt chạy nè, mốt đâu rồi quên rồi. À, mốt này run và rod nha, 2 mốt chạy. Đây này có cruise control rồi nữa nè ha, có tương đối là đầy đủ. Rồi, nhẹ nhàng cà phê phố. Đối với chiếc búp bờ thì nó quá đẹp khi đi cà phê phố rồi chơi đi trong cái bán kính gần thì rất rất là đẹp nha. Nếu mà để đi xa mà 200-300 cây số xa đó thì búp bờ đi nó hơi cực, bởi vì nó thiết kế cho đi gần, đi phố thì mình đi xa thì nó cũng không có sướng bằng những cái chiếc xe mà để được thiết kế đi đường dài hả, bởi vì mình ngồi mình có chườm hơn. Mình nổ máy các anh nghe nha. Chiều cao yên thấp nè, chỉ có 680 thôi, với một cái xác xe 225 kg thì vô cùng nhẹ nhàng, dễ xử lý. Đây, chiếc xe được mua mới tại hãng, Odo mới 2.700 cây, giờ thì không còn bàn gì về xe, tình trạng hết rất rất là đẹp rồi, chỉ bàn về giá thôi đúng không các anh? Giá chiếc này lúc đập thùng thì phải 630 mấy triệu đến 640, nhưng hôm nay chiếc này sẽ lướt 2.700 cây, chiếc này có giá bán hôm nay 505 triệu, tiết kiệm được hơn 100 triệu so với việc đi mua xe mới các anh. Nếu có điều kiện thì đi mua xe mới thì không nói rồi, mình cũng nếu mà mình có điều kiện mình cũng vẫn thích đi mua xe mới. Cái cảm giác được đập thùng xe mới nó rất là happy, nó rất là vui, nó rất là sướng. Nhưng nếu các anh trải nghiệm thường hay thay đổi nâng đời đó, lựa chọn được những chiếc xe lướt như thế này, trải nghiệm đam mê của mình một thời gian, sau này muốn chuyển đổi qua một dòng khác á, thì nó sẽ được tiết kiệm và cắt lỗ rất là phù hợp nhẹ nhàng nha. Những anh có dư điều kiện thì không còn gì để bàn nha, nhưng
chúng ta thường xuyên trải nghiệm nâng đời xe đời chơi, thì một trong những đầu xe lướt như thế này thì một trong những cái cũng rất đáng để quan tâm và tính toán nó phù hợp nha. Thì xem có gì Hoàng rất là đẹp rồi. Dì Hoàng về cái giá thì đã Hoàng rồi, 505 triệu. Rồi nhập mua mới tại hãng thì giấy tờ hải quan chính ngạch, rút gốc sang tên gì đi đâu cũng ok hết nha các anh. Rồi xin kết clip tại đây, mình xin kết clip tại đây. Rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn đã quan tâm theo dõi Motovan nha. Trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933891954 và 0902319854. Motovan Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lập, quận Bình Tân này nha. Có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn. Thông tin được rõ ràng, show hết rõ ràng. Các anh chưa biết mình, các anh đã biết mình thì chắc là mình cũng hơi bị nổi tiếng trong cái ngành xe, chắc các anh thường biết đúng không? Nhưng các anh nào chưa biết thì hãy cứ theo dõi thêm để giao dịch cho nó yên tâm. Và xe thường về mình cập nhật trên hai cái số Zalo, nền tảng Zalo và trên Facebook trước, các anh có thể theo dõi thêm nha. Rồi xin kết clip tại đây. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe.